Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây từ đường phố Rainbow nha. Chào anh em game hay tài chế mình đây từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video như xem like và một subscribe của channel phát triển nha, cũng rất nhiều. Ok, quay trở lại video công chuyện tối nay thì chúng ta nhau đi chốt Mega Evan miên bán mức ngày cho anh em đó. Ngoài ra thì hiện tại thì thông tin hot nhất ngày hôm nay chắc các bạn biết rồi, đó là không phải liên quan đến game anh em, mà đó là thời tiết các bạn. Cơn bão Lora hay là gì đấy anh em, siêu cấp. Tôi thì nằm trong khu vực báo về, khu vực Con Tum, không biết là có bị dính dáng không. Ở hiện tại tôi quay clip này thì hiện tại báo vẫn chưa thấy có vấn đề gì to tát, chỉ vấn đề mưa phùn anh em. Chỗ các bạn thì nhau rồi, chỉ mong sao cơn bão năm nay nó sẽ nhẹ nhàng một tí với miền Trung anh em, với những khu vực trung tâm, mong rằng nó sẽ ổn định hơn tí các bạn, mong rằng cơn bão nó sẽ không quá là mạnh bạo quá. Tôi nghe qua thông tin các kiểu nghe cũng hơi hoảng các bạn, thật sự luôn. Theo thông tin thì là tối nay anh em, có khi tầm này là bắt đầu nó tối báo về rồi anh em. Hiện tại quay clip thì hơi sớm bạn nha. Quay clip hiện tại lúc này mọi thứ vẫn đang bình yên. Có thì hot tôi sẽ quay vlog cho các bạn coi. Chúng ta có thư quà tuần VIP này anh em này. Đó, cuối cùng Nami cũng phát rồi. Cái này VIP 12 trở lên nhận được nha. Nhiều anh em hỏi cái này VIP 12 nhận được các bạn nha. Mấy anh em VIP thấp nhận được đâu. 5 Bentley, 5 MP 12 giờ, 200k nước mắt Mancherry, 500 búa gỗ và 30 xúc sắc. Nói chung là cũng được các bạn. Thôi, đúng qua. À, con rương điện thoại này. Ôi. Lại là quà rương điện thoại anh em. Quà rương đỉnh cao. Rồi. Xem nào, xúc sắc chúng ta có 35 lượt. Nói chung sự kiện xúc sắc này ngon nhá. Có anh em cứ chơi, thật sự muốn chơi sự kiện này tôi thấy rất là thích anh em. Tài nguyên quá trời luôn. Tới nào, đấy, free tài nguyên thôi rồi luôn các bạn. Ok, tới luôn. Ném nào, tới luôn. Ui, lại đống tài nguyên các bạn. Hai trăm năm mươi lần rồi, chắc vậy anh em, không hơn nữa đâu. 59 64 69 thêm được 500k nước mắt Mancherry các bạn cũng được. Tạm thời ổn, sự kiện con nào. Ác này như là quậy cũng gần hết rồi anh em. Sự quay cao cấp. Dần một cốc bia vàng về thôi anh em. Xem nào. Chiến thần thú anh em. Top 8. 14. Làm này phát quà rồi anh em. Tiếc nhờ. Hết vé dành tay. Ok, còn 3 tấm anh em. Dễ gì mà ăn được các bạn. Để xem nào, giờ chúng ta làm gì đây? Còn thiếu một ít đợt 60k kim cương, tôi check xem nào anh em. Mấy k nữa? 9k nữa à? 9k nữa anh em. Sáu mươi viên nữa mới ổn không? Không tiêu đây cũng chẳng cho nào tiêu đấy anh em, tiêu đây cho nó ok. Có một quả 60k kim cương à, cảm giác vẫn kiểu hơi phí à. Thắng quá nào, trận đấu mà không có thành viên kinh khí và bền bỉ trong trận, trận đấu cần tướng Yuzashi và Lekomamushi trong đội. Áo đấy nhỉ, Inukom và Lekomamushi là bền bỉ ấy mà.
Ồ, ảo thế nhờ. Chơi đúng quả ảo dã man các bạn. Rê chưa rồi. Tấn công nào. Càng đấy. Cũng căng đấy các bạn. Úi dồi. Úi dồi luôn. Bốc hơi hết. Chụp cả đồ tiêu không? Không các bạn. Thề mấy mắt này khó đánh dã man đi ạ. Khó đánh thật sự. 500. Ây da. Dương nào. Mở dương anh em. Ô 500 kim cương. Ngon thế nhờ. Êm thật sự các bạn, 500 kim cương ạ. Boss ông làm xong rồi. Tối nay chả biết làm gì anh em, thật sự luôn, một tối tối buồn. Chào tất cả anh em đã xem cùng chiếu nhá. Giờ ta đi đậu thần nào các bạn. Neo đậu thần nào. Neo đậu thần với cái tem mà mấy bữa mà mấy anh em chỉ tôi đâu rồi. Big Mom Kado vô đây. Kinh đứng đầu. BG vô luôn. Rachel. Ok các bạn cho anh nữa. Rồi 37 cũ. Đi ra trận thế nào. Cái đồ đâu công ty đi. Kịp một tiêu chờ cà đô. Ừ kịp các bạn. Ồ đánh hôm nay có vẻ trận đấu này có vẻ nó khác hơn chút rồi các bạn. Đấy, đánh hôm nay có vẻ trận đấu nó khác hơn chút rồi. Vừa nay win sao. Ơ hợp lý này. Trận hôm nay đánh nghe chừng có vẻ hợp lý các bạn. Trời hợp lý luôn. Chù, trời ơi quá hợp lý các bạn. Hồi máu. Trời. Trời cả đồ nào. Ô kìa cả đồ mất nộ liên tục vậy. OBG bắn yếu thế. Nghe chừng tưởng ăn được mà nghe chừng hơi khó khăn các bạn. Ôi rồi luôn. Càng đấy. Uầy. Gắt đây anh em. Chúng lấy cái team này vẫn chưa ăn thua à. Càng nhờ. Tôi đây tôi đang bảo làm video về đội hình mà quên anh em. Dạ em chưa biết bắt đầu nha, thôi để hôm sau anh em sau rảnh tôi sẽ làm một cái clip nói về đội hình tướng. Vì dạo này thấy nhiều anh em comment hỏi là chơi đội hình nào cho nó mạnh, đội hình nào cho nó ok. Thế này các kia kiểu anh em. Tại nói về vụ đội hình này thì nó thật sự rất là đau đầu luôn. Đã đạt đến tầng tối cao rồi anh em. Chiến nào. Đây mà vẫn nên đấy mà, đậu đơn mà. Đây là vẫn bên đậu đơn anh em. Hôm nay giờ thì chơi team trúng độc với đội này à? BG không có giá trị anh em. Ra shop thì sao? Đi ra shop đi này bắn nó cũng ăn thua rồi anh em. Nói đâu nói các bạn đi ra shop để bắn cũng ăn thua, thật sự luôn. Nhìn là thấy các bạn cado thôi. Ồ, chúng nó mà được chứ. Bỏ cho ai ra anh em. Bỏ cho ai ra các bạn. Ben cái đồ coi. Tem này thì sao. Ừ biết đâu tem này lại có cửa đây anh em. Hợp lý này. Hợp lý luôn các bạn. Chỗ quá hợp lý các bạn. Rồi bên bắn đi.
Đấy. Anh Ben tranh thủ bắn đi. Đúng rồi, bắn tiếp đi anh Ben. Đúng rồi, hay quá. Ô, nụm 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 anh em, nụm được không? Ô, nụm được bắn này không? Nghe chừng vẫn hơi khó các bạn. Không dễ gì mà nụm đâu. Biết mà. Và đi chốt Evan các bạn ạ. Chả biết làm gì đi chốt Evan thôi anh em. Ok các bạn, video sáng nay tiếc thật không đủ like rồi anh em. Mong rằng ngày mai bạn tham gia Evan cho đầy đủ để có thể nhận quà anh em nhé. Đây, video hiện tại mới được 36 like anh em, không đủ để chốt Evan rồi. Sáng nay thì tôi đã thay đổi luật chơi rồi, anh em xem qua để cập nhật lại anh em nhé. Ngày mai sẽ lên lại Evan tiếp các bạn, có gì tham gia cho đầy đủ ạ. Ok, hôm nay thế thúc đây thôi. Bye bye mọi người.